Phụ nữ Úc đại lợi tỉnh dậy sau tai nạn xe buýt nói giọng Pháp. Tin Sydney, bà Lynn Rowe sinh ra và lớn lên tại Tasmania, từng là tài xế xe khách và là lính trừ bị trong quân đội. Nay, bà tự mô tả mình là một người sống ẩn dật sau một vụ tai nạn xe khách 8 năm trước, làm bà nói giọng Pháp. Bà nói với đài truyền hình Úc rằng hội chứng giọng nước ngoài hiếm gặp đã làm bà cảm thấy lo lắng và chán nản. Sau tai nạn, bà Rowe tỉnh dậy trong bệnh viện ở thành phố Melbourne, bị gãy lưng và vỡ xương hàm, làm bà bị nói lắp. Sau đó, bệnh nói lắp phát triển thành giọng Pháp vĩnh viễn, gây tác động lớn tới đời sống của bà. Nhà tâm lý học của trường đại học Sydney, bà Karen Cruz cho biết hội chứng giọng nước ngoài là do mô bị tổn thương tới khu vực não, chịu trách nhiệm về nói. Bà Rowe cho biết căn bệnh lo lắng và trầm cảm của bà đã phát triển kể từ sau tai nạn và bà vẫn đang đợi được chẩn đoán chính thức. Bà Rowe cho biết con gái bà thường nói thấy bà ở nơi công cộng mặc dù bà đang dần dần chấp nhận bệnh tình của mình. Trên toàn cầu chỉ có 62 trường hợp mắc hội chứng giọng nước ngoài được báo cáo trong vòng 70 năm qua, trong đó có 2 người Úc, thưa quý vị.